Xin chào, lại đến nhà quảng cáo. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay thì rất là vui mừng anh Tú, một khách hàng thân thiết của cửa hàng ở ngay bên kia cầu Thăng Long thôi, thì có sang bên cửa hàng và mua cái đôi loa lời JBL Control 28. Đôi này thì khá là nổi tiếng rồi, tiếng tăm của nó chắc không cần quảng cáo gì thêm. Thời gian vừa qua thì bên DVH đã cung cấp rất là nhiều. Và với cái dòng loa lời này thì vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke nó hay hơn nhá. Chứ các bạn đừng có lầm tưởng là loa lời thì chỉ để nghe nhạc không phải để hát, nhưng mà các bạn sai lầm rất là nhiều. Thế tí nữa thì mình sẽ bật nhạc lên, anh Tú sẽ hát cho các bạn nghe là hát bằng loa chính và bật thêm loa lời, nghe nó sẽ nổi tiếng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ sẽ bật lên đây nhá. Kênh này là kênh đánh loa lời này và kênh này là kênh đánh loa chính này, thì mình ở đây thì mình chỉ bật có một chiếc loa chính và một chiếc loa lời để tiện test cho anh Tú và khán giả ở đây xem cho nó rõ. Thì ví dụ như bây giờ mình bật loa chính thì mình sẽ tắt cái kênh này đánh loa lời đi. Và anh sẽ alo. Anh thử alo. Alo, 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 alo. Đây các bạn nghe nhá. Đây là alo của loa chính là loa này. Alo, alo, alo. Nhá, bây giờ bật thêm loa lời này. Anh alo hỏi em ấy. Alo, 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 alo. Alo. Đây lại tắt loa lời đi nhá. Đấy các bạn thấy không? Bật loa lời lên phát alo nghe. Alo, 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 alo. Đây là loa chính này. Đây bây giờ lại bật lên nhá. Bây giờ lại bật lên là cả loa lời. Alo, 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 nghe cái tiếng nó sáng choác luôn và nghe rất là nhiều. Rồi bây giờ sẽ bật lên anh hát. Anh Tú hát test cho khán giả nghe một bài nhá. Đây là sẽ bật cả loa chính cả loa lời. Rồi mời các bạn lắng nghe. Thì mình sẽ tắt loa lời đi để chỉ hát bằng loa chính thôi, các bạn nghe nhá. Mình sẽ tắt loa lời này. Đây anh vẫn đang hát. Đây hát bằng loa này này. Bây giờ tắt loa lời nhá. Rồi có khi mình phải đi ra ngoài nói chuyện với các bạn cho dễ. Anh đang hát đang hay quá, không làm tiền nữa. Thì các bạn ạ, khi mà có cái loa lời, khi có cái loa lời vào thì nghe cả cái tiếng chung của nhạc và cả cái tiếng chung của mic thì nó sẽ nổi lên và nó nghe nó rõ tiếng, nó hay hơn rất là nhiều. Nên là các bạn nào mà đang hát karaoke mà cái loa chính của mình hát nó chưa nhiều lời cho lắm, nghe nó chưa nổi lời, thì có thể dùng thêm loa lời. Bên mình cung cấp rất là nhiều loại, ví dụ như là Boss này, JBL này và Yamaha. Đây là một con loa lời Yamaha này, khá là nhỏ và đẹp. Yamaha. Con này là một bát 16, một bát 16 và một cái kẹp. À, V-kép, 350 V-kép. Đấy, anh Tú đang hát phê quá. Hát ở nhà nó không nhiều lời, không phê bằng ra nhà DVH thì nha, sao bên này hát phê quá. Đấy, cứ bên này hát suốt từ nãy đến giờ thôi.
đấy thì chung kết lại là cái loa lời thì nó có cái tác dụng khá là đặc biệt ở trong cái dàn âm thanh của mình. Tức là nếu mà mình nghe mà mình cảm giác nó chưa được nhiều lời thì có thể sử dụng thêm loa lời, và nghe cái tiếng mic của mình nó chưa đủ sáng thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm loa lời nhá. Và đây kênh của mình DVH Audio. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với DVH qua số điện thoại này, cả YouTube này, Facebook và Zalo đều là cái số này luôn nhá. Và xin chúc các bạn sẽ có những cái giây phút nghe nhạc vui vẻ, bên người thân và gia đình. Và xin cảm ơn các bạn quý khán giả yêu quý của kênh đã luôn ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Đấy, mải mê hát quá, sang bên này hát chắc là phê đấy nha, hát từ lễ giờ 3-4 bài rồi. Đấy, chốt lấy cái đôi GBL Control 28 kia. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào các bạn.